Ok, hello các bạn, mình là Sơn Lép, bên cạnh mình là anh Thắng Vũ Tâm. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn các bài tập giúp các bạn cảm nhận bả vai tốt hơn các bạn nhé. Rồi thì khi mình nói về cảm nhận cơ bắp bạn, đặc biệt là khớp vai á, thì mình sẽ cần phải hiểu rõ bốn cái chuyển động chính của khớp vai trước. Đầu tiên là nâng vai lên các bạn nhé, nâng vai lên. Cái thứ hai là hạ vai xuống. Cái thứ ba là đưa hai bả vai ra phía trước hoặc là ra xa nhau. Và thứ tư chính là đưa hai bả vai lại gần nhau. Ok, nó sẽ tương ứng với bốn chuyển động này, gồm có bốn bài tập cơ bản nhất mà các bạn phải thành thục trước khi bạn vô hít đất, kéo xà, điếp, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ tới với bốn bài tập như sau các bạn ha. Rồi, bài đầu tiên chính là bài scapula push up các bạn ha. Mình sẽ tập chuyển động đưa hai bả vai lại gần nhau và xa nhau với bài này. Bạn vào tư thế đất, giữ tay thẳng, đó, hạ bả vai xuống, nâng lên. Đúng rồi. Các bạn làm từ 5 tới khoảng 10 rep và giữ lại ở mỗi vị trí khoảng tầm 1 tới 2 giây với mình, ví dụ như giữ ở dưới 1 tới 2 giây. Lên 1 2 giây. Ok, thì bài tiếp theo đó là bài scapula dip các bạn. Thì các bạn sẽ vào vị trí dip. Giữ tay thẳng. Và bạn chỉ có hạ bả vai các bạn ha, hạ bả vai và nâng lên. Lưu ý là tay luôn thẳng nè, mình không co tay nè. Thì khi bạn nào tập cảm nhận cơ bắp tốt á, bạn sẽ vào những bài như là dip sau này nè, dip và dip anh ba sẽ ok hơn các bạn ha. Rồi, bài thứ ba là chúng ta sẽ tập chuyển động hai bả vai lại gần nhau các bạn. Các bạn sẽ kiếm một thanh xà thấp và sẽ làm động tác scapula row các bạn ha. Nó sẽ giống vậy. Đó, bạn giữ người thẳng, gồng bụng, tay thẳng. Và sau đó bạn để hai bả vai lại xa nhau cách tự nhiên nhất. Tại vì khi bạn giữ vậy nè, thì trọng lượng cơ thể á, lực hút trái đất nó sẽ hút các bạn xuống. Tức là làm cho bạn bị gù lưng như vậy. Chưa? Và các bạn sẽ tập kháng lại cái lực này bằng cách là ưỡn ngực, kéo hai bả vai lại gần nhau, giống vậy. Rồi. Thì nếu như mà bạn cơ thể của bạn còn kém linh hoạt thì các bạn cần càng luyện tập thêm những bài này. Thứ nhất là nó sẽ hạn chế chấn thương khi các bạn tập những bài nặng ha. Và thứ hai là bạn cảm nhận cơ bắp tốt hơn á, bạn tập nó sẽ tối ưu hơn. Rồi, và bài thứ tư cũng là bài cuối cùng của mày. Bài này nếu các bạn có tạ thì các bạn cầm tạ, không có tạ thì cũng không sao, tập chay cũng được. Các bạn hai tay hai súng các bạn ha. Đó, nâng vai lên mày. Cuốn á. Và lúc nào lúc gặp tay thì giữ thẳng như vậy và nâng vai lên. Các bạn không có gồng cổ nha. Tất cả bài tập này các bạn chỉ chuyển động bả vai thôi, không gồng cổ nha các bạn. Lên. Các bạn gồng cổ là bạn thấy cơ bị mỏi, căng là không đúng. Nâng vai lên. Đó. Thì bài này nó tập cho cơ cầu vai các bạn. Và đồng thời giúp bạn cảm nhận cơ bắp tốt hơn các bạn nha. Chúc các bạn tập luyện tiến bộ và truyền cảm hứng cho người khác. Các bạn gặp lại bài sau.